Thưa quý vị, sau vụ cháy kinh hoàng tại quán karaoke An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, khiến cho nhiều người thiệt mạng. Mới đây, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh BC07 đưa ra khuyến cáo người dân khi đến quán karaoke cần hỏi nhân viên lối thoát hiểm trước khi bắt đầu ca hát và khi xảy ra hỏa hoạn, khách cần bình tĩnh tìm lối thoát nạn. Đại tá Huỳnh Quang Tâm, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh BC07 cho biết, quán bar, vũ trường, karaoke cũng là nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Các cơ sở này được thiết kế dạng hình hộp, sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt lớn với âm thanh cực lớn. Hệ thống đèn laser luôn hoạt động liên tục nên luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ xảy ra. Vì vậy, phòng BC07 đưa ra khuyến cáo. Cụ thể, khách đi đến quán karaoke vũ trường phải hỏi nhân viên về lối thoát hiểm trước khi bắt đầu ca hát vui chơi. Khi có cháy, mọi người cần bình tĩnh tìm đối thoát nạn gần nhất như ban công, cửa sổ, sân thượng. Khi xây dựng quán karaoke từ 1.500m2, chủ cơ sở phải lập hồ sơ thiết kế và gửi cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy để thẩm duyệt và nghiệm thu trước khi đưa vào hoạt động. Đối với cơ sở kinh doanh karaoke dưới 500m2, phải trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy. Các cơ sở karaoke thuộc dạng công trình tập trung đông người bắt buộc phải bố trí đủ hai lối ra thoát nạn an toàn. Chủ cơ sở phải tổ chức huấn luyện cho người sống và làm việc kiến thức phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn họ sử dụng thành thạo phương tiện chữa cháy đã được trang bị và kỹ năng thoát nạn khi có cháy. Không sắp xếp vật dụng che chắn, cản trở lối thoát nạn, các vật liệu trang trí phòng hát karaoke phải đảm bảo là các vật liệu khó bắt lửa, không cháy. Khi xảy ra hỏa hoạn, phải báo ngay cho lực lượng chức năng theo số 114, đồng thời tổ chức việc thoát nạn, cứu người và dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập tắt đám cháy.